Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đang tiến hành phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Kết luận điều tra vụ án cho thấy, trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, các cơ quan chức năng đã cấp phép và tổ chức trên 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 người dân từ 62 quốc gia vùng lãnh thổ về nước. Những diễn biến, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa chuyến bay giải cứu trong những ngày qua đang tiếp tục làm nóng dư luận. Ngoài chi sấp xỉ 135 tỷ đồng để sở hữu gần 100% vốn điều lệ của công ty VisaSun, bị cáo Đào Minh Dương vụ chuyến bay giải cứu còn dành 2,5 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị vận tải, đồng thời là người đại diện doanh nghiệp của hai công ty khác. Liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu, thông tin bị cáo Đào Minh Dương, chủ tịch công ty cổ phần VisaSun, công ty VisaSun, cho rằng mình bị ép đưa tiền khi xin cấp phép để thực hiện các chuyến bay giải cứu. Mỗi chuyến 150 triệu đồng là chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Bị cáo Đào Minh Dương, giám đốc công ty VisaSun, nhiều lần khẳng định nếu không đưa tiền bôi trơn sẽ bị gây khó khăn trong việc xin cấp phép chuyến bay giải cứu. Doanh nghiệp của Dương được cấp phép 17 chuyến bay và đã tổ chức 22 chuyến bay. Do có đợt bay phải tách làm 2 chuyến, thời gian đầu nộp hồ sơ cấp phép tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhiều lần Cục trưởng khi đó là bà Nguyễn Thị Hương Lan yêu cầu phải chi tiền. Do không đưa tiền nên doanh nghiệp thường xuyên bị làm khó. Được biết, trong số gần 20 doanh nghiệp tham gia thực hiện các chuyến bay giải cứu trong vụ án này, công ty VisaSun có vốn điều lệ nằm top đầu. Công ty có đăng ký kinh doanh chính là vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành, trừ vận tải bằng xe buýt. Tuy nhiên, bằng cách nào đó đã trở thành đơn vị tổ chức các chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước trong thời đại dịch COVID-19. Công ty VisaSun được thành lập vào ngày 16 tháng 9 2008, trụ sở chính tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cập nhật tại ngày 24 tháng 9 2018, vốn điều lệ VisaSun đạt 135 tỷ đồng, trong đó bị cáo Đoàn Minh Dương sinh năm 1971 sở hữu đến 99,98% cổ phần. Ông Dương đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Ông Đào Minh Dương, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc VisaSun, từng tuyên bố về tôn chỉ mục đích của công ty: "Ngành nghề chúng tôi là thu nhập khiêm tốn, tính mạo hiểm cao, ít thời gian bên gia đình, có tâm và có tâm với nghề, quyết tâm xây dựng VisaSun trở thành nhà vận tải số 1 Việt Nam." Ngoài ra, bị cáo Đào Minh Dương còn là người tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp khác có vốn điều lệ lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo đó, vào ngày 6 tháng 8 2020, ông Đào Minh Dương đã chi 2,5 tỷ đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ để thành lập công ty cổ phần dịch vụ vận tải Ironman, doanh nghiệp đăng ký. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Ông Dương đồng thời đảm nhiệm chức danh tổng giám đốc tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải Ironman. Như vậy, chỉ tính riêng hai doanh nghiệp là công ty cổ phần VisaSun và công ty cổ phần dịch vụ vận tải Ironman, số tiền bị cáo Đào Minh Dương đã chi ra để nắm giữ cổ phần là khoảng 137 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Đào Minh Dương còn được công bố là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của công ty cổ phần Bảo Minh AA Việt Nam, cập nhật tại ngày 20 tháng 1 2020, vốn điều lệ của công ty này đạt 20 tỷ đồng. Thông tin từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, ông Đào Minh Dương còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp khác là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Dương Việt Nhật. Đào Minh Dương cho biết, khi thực hiện các chuyến bay phải thế chấp trước 30% tiền thuê máy bay, tiếp đó doanh nghiệp phải nộp đủ khi được cấp phép, mỗi lần thuê máy bay từ 6 đến 9 tỷ đồng. Về lý do đưa tiền hối lộ, Đào Minh Dương cho biết đã bị Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an và Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế ép phải đưa. Theo Dương, khi bị cáo gặp Vũ Anh Tuấn thì Tuấn nói: "Em không cần tiền của các anh, nhưng các anh không đưa tiền để em đưa sếp thì chuyến bay không được duyệt." Qua đó, Tuấn cũng đòi 150 triệu đồng trên chuyến bay. Sau đó, Dương bị yêu cầu đưa 3 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên, Vũ Anh Tuấn để được cấp phép 17 chuyến bay. Tuy nhiên, trên thực tế, Dương mới chỉ được Kiên 1,1 tỷ đồng, Tuấn 1,6 tỷ đồng. Theo cơ quan công tố, trước yêu sách, nhũng nhiễu và gây khó khăn của một số đối tượng trong cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp đã phải đưa tiền để được duyệt cấp phép chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, sau nhiều lần hồ sơ bị từ chối, doanh nghiệp tìm cách đi cửa sau và phải chi tiền trong hoàn cảnh bất khả kháng. Giống như nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khai trong những ngày qua, bà Nguyễn Thị Hồng, giám đốc công ty Minh Ngọc cho biết, ở giai đoạn đầu tham gia tổ chức thực hiện chuyến bay giải cứu, công ty 4 lần nộp hồ sơ đến văn phòng chính phủ nhưng đều không được phê duyệt. Đến giai đoạn chính phủ giao tổ công tác, năm bộ phê duyệt, bà Hồng thêm 3 lần gửi hồ sơ đến Cục Lãnh sự cũng không được phê duyệt.
Không chỉ vậy, trong tất cả những lần này, chưa bao giờ doanh nghiệp của bà được các cơ quan chức năng hồi âm vì sao hồ sơ không đạt, cần bổ sung tài liệu gì. Tìm hiểu từ những công ty đã thực hiện chuyến bay giải cứu, bà Hồng được họ xỉ tài, muốn được cấp phép thì phải đi cửa sau. Cuối cùng, bị cáo Hồng đã phải chi tiền hối lộ để được cấp phép chuyến bay. Theo cáo buộc, bà Hồng đã đưa hối lộ 21 lần, tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bào chữa cho bị cáo Võ Thị Hồng, luật sư cho rằng thời điểm dịch bệnh COVID-19 xảy ra, các công ty doanh nghiệp lâm cảnh khó khăn. Khi chính phủ có chính sách đưa người Việt về nước bằng những chuyến bay combo khiến các công ty du lịch như trôi hạn gặp mưa rào. Từ bào chữa cho bản thân, bị cáo Trần Thị Mai Sa, giám đốc công ty Masterlife, không giữ được bình tĩnh, thể hiện sự ấm ức. Tháng 6 2021, Mai Sa lần đầu gửi hồ sơ xin cấp phép tổ chức chuyến bay. Giống như Hồng, hồ sơ của Mai Sa bị từ chối. Trong tổ công tác 4 bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an không chấp thuận để công ty Masterlife thực hiện chuyến bay. Sau khi liên hệ với Vũ Sĩ Cường, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Mai Sa biết được nguyên nhân hồ sơ bị từ chối là sếp không biết doanh nghiệp em là ai. Sau đó, nữ bị cáo cho biết được chính Cường gợi ý phương án giải quyết là cảm ơn đi. Bị cáo Sa cảm thấy ấm ức bởi việc mình đang làm là tốt theo chủ trương nhân đạo của nhà nước, nhưng giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh đó, dẫn đến một loạt các sai phạm. Bị cáo cho rằng mình không có ý thức về việc đưa tiền, nhưng ngay lần đầu tiên xin cấp phép đã bị ép đưa. Theo Viện Kiểm soát, quá trình tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, Trần Thị Mai Sa đã sử dụng pháp nhân của 4 công ty tổ chức được 18 chuyến bay. Để được giải quyết cấp phép các chuyến bay, bà Sa đã liên hệ, đặt vấn đề và đưa hối lộ cho 8 cá nhân có thẩm quyền. Tổng số 19 lần, số tiền 8,1 tỷ đồng. Là một trong 23 bị cáo bị xét xử tội đưa hối lộ, Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Việt nói, rất thất vọng khi hồ sơ xin cấp phép tổ chức chuyến bay không được duyệt. Theo bị cáo, trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, bị cáo nắm trong tay danh sách gần 1.000 công dân ở nước ngoài đăng ký về nước. Sau đó, Mạnh đã lựa chọn ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị hồ sơ để xin tổ chức chuyến bay, nhưng tất cả đứng trước nguy cơ đổ bể vì hồ sơ bị từ chối. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Việt không từ bỏ, quyết tâm cố gắng xin được chuyến bay. Trước hội đồng xét xử, Mạnh nói, bản thân chỉ muốn có việc làm, có được chuyến bay để đưa công dân hồi hương. Sau đó, Mạnh tìm đến Hoàng Anh Kiếm bàn bạc về việc tìm mối giúp xử lý vấn đề trên và thỏa thuận trên lợi nhuận. Cáo trạng xác định bị cáo Mạnh đưa hối lộ 27,8 tỷ đồng, bị Viện Kiểm soát đề nghị mức án 7-8 năm tù. Tại tòa, các doanh nghiệp không giấu được thái độ bức xúc khi trình bày về việc bị vòi tiền. Đánh giá về nhóm bị cáo đưa hối lộ trong bản luận tội, Viện Kiểm soát nhận định họ một phần từ mục đích tìm kiếm lợi nhuận và tạo ra công ăn việc làm cho người lao động trong hoàn cảnh khó khăn dịch bệnh. Phần còn lại cũng vì ý thức của doanh nghiệp trong việc đồng hành với nhà nước thực hiện các chuyến bay, đưa càng nhiều công dân về nước càng tốt. Tuy nhiên, trước sự gây khó khăn, đòi hỏi, yêu sách, nhũng nhiễu, tạo ra cơ chế xin cho của một số đối tượng trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, họ đã phải đưa tiền để được duyệt cấp phép các chuyến bay.